cứ mỗi lần mà nghe ai đó mà nói mình là sao mày nhẹ nhàng giống gay vậy, khéo tay giống con gái dữ, thì mình cũng rất là khó chịu. Mình không thể nào nói thẳng ra, ừ tao tao là gay đó, tao bê đê đó, cũng là một trong cái nguyên nhân mà làm mình buồn. Thật sự ra thì gia đình mình thì cũng rất là dễ, ba mẹ mình rất là thương mình, nhưng mà mình vẫn chưa có thể nào come out được, chưa thể nào nói chuyện với ba mẹ được, bởi vì mình không sợ ba mẹ la rầy hay là trách móc gì hết, mà sợ ba mẹ buồn thôi. Mẹ mình lại đang bị bệnh nữa, tội ba mẹ đó. Tôi thấy đa số những bạn trẻ hiện nay đã nhận ra cái giới tính thật sự ở bên trong. Nhưng những cái khó khăn của các em là đối diện với những cái vấn đề là phải thể hiện điều đó như thế nào với người thân, với bạn bè. Thì qua rất là nhiều những cái trường hợp mà tôi trực tiếp làm việc, thì các em không có ngại ngần để thể hiện cái giới tính thật sự của mình với bạn bè. Nhưng với những người lớn hơn, gọi là thế hệ đi trước, với những cái thành kiến xã hội, với những cái định kiến, hoặc là đơn giản chỉ là các bạn không muốn gia đình đau khổ hoặc là lo lắng thì các bạn che giấu. Và với cái sự che giấu đó, bản thân các bạn cũng cảm thấy có lỗi với gia đình. Thì tôi thấy rất là nhiều những trường hợp bởi vì sự có lỗi đó nên các bạn rơi vào những cái trạng thái hơi bi quan, rồi dần dần kết hợp với những yếu tố khác đã dẫn đến cái tình trạng trầm cảm. Bạn đã học chung cấp 3 với mình 7 năm, quen biết nhau, gắn bó với nhau quá lâu rồi, nên là sau sau khi mà bị người đó bỏ là mình cảm thấy rất là hụt hẫng, là buồn buồn kinh khủng, giống như là trời đất sụp đổ, như là mình không còn một cái lý tưởng sống nào. Mình lâm vào cái tình trạng là lúc nào cũng ở trong nhà mà không có muốn tiếp xúc với ai hết. Làm việc xong thì lại nằm nhớ, rồi buồn, rồi nằm một mình vậy đó, à, cũng chẳng ăn uống gì hết. Đỉnh điểm của sự suy sụp đó là mình dùng dao lam mình rạch nhiều vết trên tay mình, làm đau thể xác mình vậy đó, để quên đi cái nỗi đau trong lòng. Cảm giác rất là giải tỏa được cái sự buồn trong lúc đó, nhưng mà sang ngày hôm sau này thì lại buồn tiếp. Thì thực ra thì xung quanh mình rất là ít chơi với những bạn mà có cùng giới tính với mình. Xung quanh mình toàn là họ con gái hoặc là trai thẳng không, mà thậm chí cả bạn thân của mình cũng vậy nữa, mà mình không thể nào suốt ngày nói ừ tao nhớ nhớ thằng này, nhớ thằng kia, hay là thích thằng này thích thằng kia được, không thể nào nói được. Một phần là cũng ngại, một phần là nó cũng không thích nghe cái chuyện đó. Còn những người lạ thì lại càng không không biết phải nói sao, không biết ở đâu đâu, và cũng không đủ tin tưởng để tâm sự với người ta nữa. Nhưng mà dần dần già tới thời điểm bây giờ là mỗi lần mình buồn là mình giữ trong lòng, mà mình không có nói ra nữa, không có nói ai nữa. Mặc dù mình tự nhốt mình trong phòng vậy đó, nhưng mà chỉ vài ngày sau, cỡ một tuần gì đó là dần dần cái nỗi buồn của mình nó nguôi đi hết à, nguôi bớt. Xong rồi mình đi làm, mình tập trung hết vô cái việc làm của mình, đi làm nhiều lên thì lúc đó không có suy nghĩ. Nhưng mà ví dụ những ngày nghỉ hoặc là những ngày lễ ở nhà một mình thì lại cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn. Bởi vì cái lứa tuổi của mình thì nó đều có người yêu, đều có vợ, có chồng hết trơn rồi, chả biết phải đi với ai cả.
đồng tính hoặc ở những bạn trong cộng đồng LGBT á, thì việc đầu tiên là họ không có chấp nhận và họ không cảm thấy được mọi người chấp nhận về những cái giá trị riêng của họ. Dù tôi rất giỏi, dù tôi rất dễ thương, dù tôi rất tích cực, nhưng mà những người khác không có nhìn tôi như đúng với cái giá trị này, mà chỉ nhìn tôi về giới tính thôi. Nên họ cảm thấy không có được chấp nhận một cách tròn vẹn và không có được thể hiện như cách mà mình cảm nhận về bản thân. Nên dẫn tới việc họ cảm thấy sốc, cảm thấy đau khổ, cảm thấy bị không tôn trọng. Thì những cái cảm xúc tiêu cực đó, nó có thể tạo nên trầm cảm. Cách đây một tháng thì mình lại đang trong tình trạng thất nghiệp, không có việc làm. Công việc của mình thì trước giờ cũng chẳng có cái gì mà nó thành công hết trơn. Gia đình mình thì đang gặp chuyện không may á, cũng không có, mình cũng không nhiều tiền để giúp đỡ được, nhưng mà gia đình mình không có cho ba mẹ được cái gì hết trơn á. Buồn để chuyện đó, cảm thấy mặc cảm, nên là mình đang rất là suy sụp, lại còn gặp thêm chuyện tình cảm nữa, nên là nhiều khi lúc đó mình muốn tự kết liễu luôn, cảm thấy rất là đau khổ. Có nhiều khi mình ước mình không yêu ai đó, chỉ muốn sống với thú vật thôi. Vì mình cũng là một người rất là yêu thương động vật, mình rất là thích chó mèo, thích nuôi con này con kia. Mấy con đó thì không bao giờ nó bỏ mình, và nó suy nghĩ đơn giản lắm, không có phức tạp như con người.